có vẻ chú làm cái nghề gì mà liên quan đến make up hay là hóa trang gì đó. Tại sao anh Bình? Anh Linh có để ý cái chân mày của chú không? Chân mày đã được xăm mà tỉa rất gọn gàng. Đây là một nhân vật mà có thể là từ lúc trẻ đã làm những nghề liên quan đến make up hay là đến hóa trang hay là đến... Có thể đây là một người nghệ sĩ sân khấu hoặc một người nghệ sĩ cải lương. Dạ. Đó. Từ nhiều năm trước rồi. Dạ. Đúng. Sẽ là một nghệ sĩ biểu diễn sân khấu. Vậy thì hãy cùng đến với năm gợi ý của chương trình để xem có những ngành nghề về nghệ thuật hay không. Xin mời năm gợi ý của chương trình. Chú Kim Sa, 75 tuổi. A. Chăm sóc động vật bị bỏ rơi. B. Hát nhạc Việt. C. Độ bánh xèo siêu tốc. D. Hát nhạc Pháp. Và E. Tất cả đều sai. Anh Bình trầm ngâm, anh Linh cũng trầm ngâm, chị Ốc cũng trầm ngâm. Một cái manh mối tiếp theo là cái tay của chú á. Bình không biết đoán có sai hay không, nhưng em đoán khả năng rất cao là chắc hồi xưa chú tham gia những đoàn nghệ thuật, người ta thường gọi là nghệ thuật lô tô. Có khả năng rất cao luôn á. Ví dụ giờ em đoán làm đoán gì Bình? Em chỉ nghĩ là tất cả đều sai thôi, hoặc là hát nhạc Pháp. Maybe. Hoặc hát cải lương. Hoặc hát cải lương, hoặc là hát dân ca. Hát cải lương thì đó. Không có ở đây rồi, nên cho nên có khả năng cao là chị Ốc cũng sẽ chọn đáp án E. Còn anh Linh à? Sau khi phân tách suy nghĩ, anh quyết định chọn phương án E. Tất cả đều sai. Có phải vì anh đang nghĩ chú sẽ hát một thể loại nhạc khác không? Cũng có thể như vậy. Vậy bây giờ để xem tiết mục mà chú mang đến chương trình là gì, chúng ta sẽ cùng xem đoạn video clip sau. Giang thì bây giờ sân khấu đã có những biểu diễn. Giờ sẽ mời khán giả dẫn đầu tiến vào bên trong để thưởng thức với chương trình nghe nhạc. Ngay từ bây giờ, giờ chương trình kính mời, giờ kính mời. Tôi tên Trang Kim Sa, nghệ danh Kim Sa. Vô nghề hồi năm ba mấy tuổi, hoạt động cũng phải gần 30 năm. Tại tính cách con người mình là vậy, cá tính mình như vậy. Thành ra với cuộc sống, sống trong đoàn nữa, nó hòa hợp hơn. Nó hợp với mình hơn do so với những người khác. Thành ra mình sống cũng thoải mái. Cái ký ức đã trải qua từ hồi mấy chục năm về trước thì cũng cảm thấy nhớ, cũng khao khát, cũng mong muốn. Nhưng bây giờ thì lực bất tòng tâm, giờ chỉ nghĩ thôi chứ không thể nào thực hiện ngày xưa được. Bất chợt nó bị đột quỵ, liệt nửa người. Thành ra cái chương trình nghệ thuật hát từ tạm hoàn toàn ngưng lại đó. Khi đổ xuống là không có ai, chứ mình chịu. Nằm bệnh viện một rồi mình mới liên hệ người cũ, cũng quen hồi xưa. Rồi thời gian này cha cái cũng mấy chục năm. Mình điện thử chưa? Mình điện thử coi. Tại vì có người đó thân thôi. Điện thử xong nhưng mà điện về người đó vẫn hiểu và biết và chấp nhận trở lại. Mình về mình sống cho luôn tới ngày nay. Thì con nghe cô cũng vừa mừng mà vừa buồn. Tại vì lúc đó cô cũng không có tiền bạc gì nhiều. Cô mới đem xuống về. Cô đi làm cô. Thì ổng thấy cô, ổng lấy ổng đi bán. Cô không biết ổng đi bán. Cái chuyện cô về sao cơ? Ủa sao tôi về xong thấy ông đi đâu vậy? Chồng ông đi bán thôi, ông bán gì? Nó thì bán cái số. Nó trời ơi. Chứ ổng nói chứ không gì đâu có đủ sống đâu. Bây giờ cuộc sống từ nó ngay nó cũng hơi ổn định rồi. Thì ví dụ chú đi bán trả tiền nhà cô, trả tiền điện, tiền nước chứ đó. Hồi xưa thì nó nghe tình cảm. Thì giờ già rồi thì giờ như bạn mà bạn thân vậy thôi. Cô hả? Không có lập gia đình. Nếu lập gia đình thì đâu có ngày trở lại như vậy. Thì nấu cơm nấu nước rồi thôi. Cũng hỏi nay qua lại coi bữa nay làm cái gì, coi có chuyện gì buồn vui trong ngày chia sẻ. Bán số thì hiện ngày kiếm được 50% gì đó, sống qua ngày thôi. Bán cấp có khi ở chợ, khi ở cái ngã đường, mai bán đường này mốt bán đường kia. Để cho người ta biết đỡ nhàm chán. Bi quan thì không bi quan, nhưng mình trong cuộc sống hiện tại mình phải
mình phải thích hợp từ thời điểm, từ buổi. Giờ mình có bi quan cũng không được, mình phải phấn đấu, mình có còn sức được thì mình bươn chải được ngày nào hay ngày đó. Hồi xưa hát thì bạn bè nó cũng mến, rồi nó cũng nói là búp bê sành gỗ, bây giờ búp bê thùng gỗ, vô thùng rồi, thoải mái rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ ngay chú Kim Sa. Trước khi đến đây là chú xin chào các biên bình luận và các vị khán giả có mặt tại nơi đây, vòng quay đây, và kính chúc cho sức khỏe và mọi sự an lành đến với các cháu. Dạ. Xin chào chú ạ. Cháu phải ốc ốc Thanh Văn không? Dạ là con. Cái này là cái gì em chị Quyền Linh. Quyền Linh. Dạ. Còn bên kia là nhạc sĩ ca sĩ Trịnh Thanh Bình. Trịnh Thanh Bình. Dạ. Rồi, okay. Cháu có nghe. Chú có sẵn lòng để biểu diễn một tiết mục trong tối nay không? Chưa đi hát lô tô á. Dạ. Có ca. Có ca nhạc Pháp không ạ? Nhạc Pháp chắc anh không ạ? Dạ. Giờ ca một bản tiếng Pháp của dạ. nhạc sĩ Christophe, đó là bản Alin. Le rêve de ce soir sur le sable, sur nos visages, tu me ressouviens. J'appelais pas plus sur cette blase, dans cette florace. Elle est disparue. Et j'ai prié, prié Aline pour qu'elle revienne. Et j'ai prié, pleuré au sommet pour cette belle. Je me suis assis au printemps des nombres. Je suis pris de dame, je suis enfui. Moi, je vois une thing, va au bac à vent. Et nous en aimons, nous cuillons et tout. Je te rends compte, thì chú tên thật là Ngô Văn Sang. Hồi còn trẻ đó là mình có cái bản tánh trong cộng đồng FPT, các cháu cũng đã biết LGBT thành ra thời gian sau này cũng đi hát hát mấy cái chương trình ca nhạc. Rồi về sau thời gian này lớn thì hát lô tô đến bây giờ luôn. Đột nhiên mà thời gian đó thì nó đột quỵ, đột quỵ tai biến, thành ra những ước mơ, những hoài niệm cái mình đấy nó cũng như bế tắc rồi đó. Cũng cuộc đời mình chắc khát khao cho sân khấu thôi đó, nhưng lực bất tòng tâm, ông trời cho mình cái bệnh để thành ra mình giờ mình phải cam chịu rồi. Chú Kim Sa là quê ở đâu à? Quê cũng ở thành phố. Thành phố luôn hả? Chú ở với ai đó là gia đình? Hồi xưa thì cha mẹ chết sớm. Dạ. Ở cũng vẫn một mình thôi. Một mình từ xưa giờ luôn. Rồi sau này có quen với người bạn đời, giờ vẫn còn ở với người đó. Cũng xa nhau hai mấy năm rồi. Là cô trong clip đúng không chú? À. Sau đó chú quay trở về với cô phải rồi không? Thời gian bệnh rồi mới điện thoại giao gây khổ cũng thông cảm, đồng cảm với mình. Cô rất là thương chú á. Nãy con nghe cô nói con cũng rất là
xúc động. Cả hai người phải xa nhau như vậy, vậy mà sau hai mươi mấy năm, cô vẫn lo cho chú, cưu mang chú và rất là xót khi thấy chú phải đi bán vé số thì như vậy. Đúng rồi, bán hàng ngà. Chú bắt đầu nghệ thuật từ năm bao nhiêu tuổi chú? Đi hát hồi năm hai mấy ba mươi hả? Hai mấy ba mươi, lúc đầu là ba chú hát nhạc Pháp luôn hả? Hát nhạc chuyên nhiều, nhiều nhạc, rồi xiếc, ảo thuật, rồi ca cổ. Làm đủ hết luôn vậy đó có hả? Có nghĩa là hồi xưa là chú là thuộc là trong đoàn tập kỹ lô tô á anh? Tập kỹ. Chú đi đoàn được bao nhiêu năm hả chú? Cũng ba mươi mấy năm. Ba mươi mấy năm hả chú? Là mấy trong năm một đoàn đó luôn hả chú? Hay là nhiều đoàn khác nhau chú? Nhiều đoàn lắm. Nhiều đoàn hả? Chú có nhớ nghề không chú? Gì? Trời, cái đó là ước ao của cuộc đời. Nhiều khi mình vắng cũng 9-10 năm rồi, thành ra nó cũng nhớ lắm. Nhưng mà nghĩ lại chỉ buồn thôi. Hay là sẵn ở đây cũng đang ở giữa sân khấu và có rất là nhiều quý vị khán giả ở đây, chú có thể nào mà mình hát lại thử một cái đoạn lô tô nào mà ngày xưa mình hay hát được không chú? Wow. Được chứ. Bướm bướm bay trong gió, bướm bướm lượn đường hoa, bướm bay là hoa sẽ tàn, bướm bay là hoa sẽ tàn, hoa tàn ngồi trên nhạc phai con số 2. Mẹ cho ngăn tâm tiếp theo cùng con, lo cho con sớm hôm vẹn toàn. Vậy ngăn tâm hãy lo hành lý nè nhớ. Hành lý của nam từ và kiếp mau giả hình nam nhi, nói rằng thưa thầy con trốn xa, con từng quan tâm là con số 5. Con thích thấy chú cười quá à. Có bao giờ chú nằm chú hối hận là ngày xưa mình biết đâu mình không đi cái nghề này, mình đi cái nghề khác thì nó sẽ khá hơn không chú? Không, không bao giờ hối hận. Và ngày hôm nay đến với chương trình thì cũng có một người bạn đồng hành với chú, là cái cô mà chúng ta vừa xem trên đoạn clip vừa rồi, và cũng là người tri kỷ bầu bạn với chú cho tới thời điểm hiện tại. Con xin mời cô ạ. Con chào cô ạ. Con chào cô. Cô cũng chào cháu nha. Cô ơi, ở nhà chú có hay hát cho cô nghe không? Hồi trẻ thì chú có hát. Dọn thời gian sau cái chú đi mấy chục năm luôn. Cô ở nhà cô cũng không biết là đi đâu, là chết sống gì, không có tin tức, không có thư từ gì hết. Hồi lúc đó là chưa có vụ mà điện thoại đồ này kia đó, thành ra cô cũng không biết là chú đi đâu. Lúc đó cô có oán giận chú không ạ? Cô có trách chú? Có chứ, cô giận lắm chứ. Cô nói đi như vậy là cô không nhìn mặt nữa luôn. Cái thời gian sau này già rồi nè, tới chừng già rồi đó, cái cô nghe tin bệnh như vậy, cô cũng không biết làm sao mà để đưa về, trong khi cô không có nhà nữa. Đó, cái cô thấy vậy, lúc đó cô đi làm cho người ta, làm một quán ốc ở chỗ đường Điện Biên Phủ nè. Nhỏ đó là cháu của cô á, cô phụ nó. Xong cái má của nó mới thấy vậy, nói thôi giờ á thì mày dước nó về đi, tao cho ở nhờ nhà tao, chị nào kiếm được nhà rồi thì đem nó về. Cái thì cô đem ổng về. Điều quan trọng nhất bây giờ đó là cô chú đã về bên nhau, là người mà trực tiếp chăm sóc nhau mỗi ngày. Con nghĩ điều hạnh phúc là ít nhất có một người chờ mình về mỗi ngày, cùng ăn một bữa cơm. Con nghĩ điều đó là... Cái đó cũng là an ủi khi mà chuỗi xế chiều. Chú ôm cô một cái đi. Cô nãy giờ cô xúc động lắm á chú. Dạ. Sau bao nhiêu năm tháng thì bây giờ chú đã nhận ra điều gì ở cô hả chú? Một người thân thiết, một người kia chi kỷ, một người chia sẻ, tạo cái ấm áp và cái cuộc sống của mình lạc quan hơn, vui vẻ hơn để tiếp tục trong cái cuộc sống đời còn lại của mình. Bây giờ chú mong mỗi điều gì nhất trong cuộc sống hả chú? Chỉ khát khao là mình chỉ có một căn nhà nhỏ bé thôi,
3-4 mét vuông để tạo cuộc sống thôi. Còn cái này là cái nguyện vọng của con. Con biết là cô chú hàng ngày sống nó sẽ rất là khó khăn. Thật ra thì với khả năng của con thì con không có giúp gì được cho cô chú nhiều hết. Nhưng mà con muốn gửi đến cô chú một cái số tiền nho nhỏ. Con muốn gửi đến cô chú 5 triệu ạ. Và hy vọng là với số tiền này thì cô chú sẽ có lẽ là trong một cái khoảng thời gian ngắn thôi sẽ có những cái bữa ăn ngon hơn và giúp cô chú đỡ cái tiền nhà tháng này chẳng hạn. Thì con hy vọng là cô chú sẽ nhận. Cô cũng cảm ơn con. Và bây giờ thì chương trình của tụi con có một cái món quà nhỏ. Cái này là phần quà nhỏ của chương trình gửi đến cô chú. Quà nhỏ của chương trình thôi ạ. Đây là thùng sữa để cô chú có thể sử dụng. Nó cũng hỗ trợ cho sức khỏe của mình. Con chỉ mong rằng là mình lạc quan, mình tiếp tục giữ tinh thần đó và cô chú luôn có những bữa cơm đầm ấm bên nhau. Hy vọng tất cả mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cô chú ha. Xin chúc cô chú nhiều sức khỏe và đặc biệt là mãi mãi thanh xuân.